gì mà ôm quá vậy? Bởi chiều anh không đủ hả? Muốn nữa hay gì? Ở lại với anh xíu đi. Không được, em về đây. Em nói em đi chợ từ sáng tới giờ rồi, giờ sắp tới giờ cơm. Không về, bà già bà biết thế nào bà cũng la làng lên cho coi. Cái bà già đó, bà hiền khô à, em sợ cái gì chứ? Hiền thì hiền, nhưng mà lỡ bà biết em ngoại tình với anh, trong khi con trai bà mới mất, bà mà không lấy lại tài sản mới lạ. Lúc đó em với anh chỉ có nước cạp đất mà ăn. Em đi á. Ừ, vậy thôi em về đi. Nhưng mà tôi nhớ Hoàng nha. Ừ, để em nghĩ cách. Đi nha. Ê, nghĩ mà thương cái ông Hùng ha. Mới mất, mồ chưa xanh cỏ nữa, mà vợ đã có nhân tình ở ngoài rồi. Thì người ta nói con gái thời nay á, nó mê trai. Bởi vậy hả, nó không giống như hai chị em mình á, không có ai hết á, không có gian gian díu díu mập mờ với ai hết, đỡ khổ. Tụi bay nói ai vậy? Thì con Ly nhà bà chứ ai. Nói làm sao chứ? Thì tôi nghĩ thương cho bà, con trai vừa mới mất, mà con dâu đã có nhân tình, không khéo cháu bà có dưỡng sớm á. Tụi bay ăn nói cái gì mà kỳ cục vậy? Tụi bay rảnh rỗi quá à. Rồi á, xin chuyện, tao nói cho biết nha, cái chuyện này không phải giỡn đâu, liên quan đến danh dự của con tao đó. Nè, cái này là tụi tôi thấy, chính mắt tụi tôi thấy là con dâu của bà với ông Mạnh á, gian gian díu díu với nhau. Rồi hả, xách giỏ đi chợ với nhau, chở nhau ôm xà nẹo kìa. Thì cái chuyện nó sắp nặng, hàng xóm sắp phụ là cái chuyện thường thôi. Còn cứ là chở nhau là có tình ý với nhau hả? Đúng là tụi bay rảnh rỗi quá à, nên kiếm chuyện. Nè, tao nói cho biết nha, lần sau mà còn nó nhăn nó cụi như vậy hả, tao không có tha đâu, tao cào mặt tụi bay ra đó. Nè, làm gì dữ vậy hả? Cái này là sự thật. Rồi còn một điều nữa là con dâu của bà đi qua đêm với trai kìa. Nè nè nè, đừng có ăn nói bậy bạ nha, tụi bay biến đi cho tao. Mà làm gì biến, cái đó là sự thật chứ mắc gì biến. Đi. Làm gì mắc gì phải sợ bà. Nè, trời ơi, con nó nói là để con làm cho. Mẹ có giặt đồ hoài vậy? Ở không á, buồn tay buồn chân quá à, nên á, thôi cứ để mẹ phụ cho. Mà con đi chợ về sao lâu quá vậy? À, con ghé mua thêm chút đồ, sẵn ra cúng chồng con luôn. Với lại con coi mộ như thế nào mà. À, người ta xây mộ xong chưa con? À, mà mẹ ơi, à, sẵn dịp này mẹ ở lại chơi với con với cháu thêm một chút được không mẹ? Ủa mà sao vậy? Mộ ông Hùng nó xây xong rồi á, thì để cho mẹ về quê mẹ coi sóc nhà cửa ruộng vườn ở dưới chứ. Tại vì con nghe nói chồng con mất là do sét đánh, cho nên mộ dễ bị đào lên lắm. Sẵn dịp này mẹ ở chơi với con vài hôm, có gì mỗi tối trông cháu hộ con, con ra con canh mộ chồng. Con đúng là nàng dâu tốt á. Thôi, con đã nói vậy á, thì mẹ ở lại. Dạ, con cảm ơn mẹ. Vậy thôi, mẹ giặt đồ giùm con nha, con đi nấu cơm. Ừ, đi đi con. Sao giờ này mới tới? Trời ơi, nhớ chết vậy. Nhớ cưng quá à.
xạo xạo là giỏi. Mới gặp hồi sáng mà nhớ nhớ gì. Mà nè, em nói sao á mà bà già chịu ở lại vậy? Thì em nói em ra cảnh mộ chồng. Rồi, vậy bà cũng tin luôn. Tính ra mẹ nào con nấy ha. Khờ dễ sợ luôn á. Bởi vậy á, chồng của em á bị cắm cái sừng dài mấy thước trên đầu á. Hay quá. Lại làm chuyện xấu còn la làng lên nữa. Xấu đó, anh xấu sao không được hết. Miễn có em mà được rồi. Dẻo miệng. Mà nè, sao em không kêu cái bà già đó chuyển hết tài sản cho em đi? Cứ để vậy hoài, đêm dài lắm mộng đó nha. Em biết rồi, nhưng mà cũng phải từ từ chứ. Bây giờ em hối quá, nó không phải nghi em sao. À, mà anh coi sao giải quyết mấy bà tám trong xóm đi nha. Chứ để tin đồn mà lan tới tay bà già đó, bả mà điều tra ra phát hiện ông Hùng chết là do phát hiện em ngoại tình với anh, coi như tài sản mình mất trắng luôn đó. Bác. Mẹ. Sao bác lại ở đây bác? Tôi không ở đây á. Làm sao mà tôi biết được á cái quần giết người của các người chứ? Mẹ. Mẹ hiểu lầm rồi, không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ nghe giải thích. Đủ rồi, cô đừng có gọi tôi là mẹ nữa. Tôi không có cái thứ con dâu mà lăn lòi như cô đâu. Mẹ, không phải đâu mẹ. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Ly à, cái ngày mà tôi cưới cô về cho con trai tôi đó, tôi cũng dặn lòng tôi là tôi thương cô như là con gái vậy đó. Rồi cái ngày hay tin con trai tôi mất, tôi cũng xót xa. Tôi xót vì mất con. Tôi xót vì cô quá chồng khi cái tuổi còn quá trẻ. Lúc đó tôi cũng nghĩ là tôi sẽ kiếm cho cô một tấm chồng tốt, cầm tay cô, gả cô đi. Nhưng mà vì cái thằng đàn ông này nè, cô đã phản bội là tình yêu của con trai tôi dành cho cô, phản bội là cái tình thương tôi cũng dành cho cô. Mẹ ơi, mẹ, con sai rồi. Mẹ thương con, mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Mẹ, cô đừng có diễn kịch nữa. Cái sự việc xảy ra trước mắt như vậy á, đủ hiểu rồi. Cái thứ cô cần á, không phải là tôi, mà là cái tài sản của gia đình tôi. Vốn dĩ cái tài sản đó đó là của con dâu tôi. Nhưng mà bây giờ cô không còn là con dâu của tôi nữa. Cô về á, cô cuốn gói rồi cô đi theo nhân tình của cô đi. Cút đi. Mẹ. 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 Anh, bây giờ em mất hết tất cả rồi, em chỉ còn có mỗi mình anh thôi. Sao em ngây thơ vậy cô bé? Tôi không có rảnh mà chứa chấp cái thể loại như cô. Anh nói vậy là sao? Ủa? Tôi nói vậy á? Cô chưa hiểu hả? Tức là đồ đã hết hạn sử dụng á thì bỏ, mời về cho không tiện.